đập hộp. Giới thiệu đến tất cả mọi người, hôm nay mình có về được cái sạc nhanh dành cho xe máy điện, xe đạp điện, sạc của hãng Huawei. Sản phẩm chính của ta gồm sạc và phụ kiện cáp kèm theo. Đây, chiếc sạc cầm trên tay cho mình là chiếc sạc của Huawei, hình thức khá là đẹp, nguyên khối, chắc chắn, vỏ nhôm tản nhiệt của hai bên hông. Đó, dày và nặng, trọng lượng khoảng độ hơn 2,5 kg. Rồi. Phía đầu trên sẽ trang bị một màn hình là hiển thị này và một quạt phản lực BRDC Brutlett, quạt này quạt siêu khỏe. Đấy, phía đằng sau là một cái cổng cắm vào AC 220V và cái rắc ra XT 90 DC. Đấy. Thông số của sạc thì là sạc có thể điều chỉnh được điện áp từ 40 đến 75V và dòng sạc của nó có thể tối đa đến 50A. Tí nữa mình sẽ test cho các bạn xem ở cái khối pin của mình. Đấy, đi kèm theo với cái sản phẩm chính sẽ là phụ kiện họ kèm theo những cáp sắp cắm này, đây là cáp cắm 220V chuẩn châu Âu 3 chấu. Đấy, và một rắc cắm một đầu là XT 90 và một đầu là Anderson 50A. Ok, bây giờ mình test cái sản phẩm này. Sản phẩm này là có điều chỉnh được dòng điện và có điều chỉnh điện áp nha các bạn nhé, và điều chỉnh hoàn toàn qua kết nối Bluetooth app, điều chỉnh trên app điện thoại. Và bây giờ mình sẽ kết nối xong điều chỉnh sạc, test thử cho các bạn xem. Sạc siêu nhanh. Đó, cắm kết nối tổng 220V ở đây. Rồi. Đó. Sau khi cắm này, đấy, màn hình khởi động Huawei, quạt phản lực tít rất là khỏe, mạnh. Đấy, giao diện màn hình rõ ràng, đấy, thể hiện được cả điện áp và dòng lạp, dòng xả, dung lượng lạp là bao nhiêu và nhiệt độ cảnh báo, công suất watt. Đó, sạc rất là chắc chắn, cầm vuông bắn. Hàng của Huawei thì hàng chuyên sạc của trạm Viễn Thông, rất là bền, chạy nguồn server, chạy cả ngày cả đêm. Nên các bác về dùng vừa sạc nhanh và vừa bền. Các bác mở cái trình duyệt ứng dụng của nó là WeChat lên. Đó, WeChat lên nhé, các bạn mở cái chương trình nhỏ của nó, là Huawei này. Đó, các bạn mở lên, các bạn set thông số hoàn toàn trên app. Rồi đợi tí cho điện thoại của mình tìm kiếm thiết bị đã. Đấy, nó đã tìm được thiết bị Huawei sạc của mình này. Chắc các bạn có nhìn rõ không? Đó, đang kết nối. Đó, các bạn hoàn toàn có điều chỉnh được thông số trên đây nhé. Dài điều chỉnh đang là tối đa đây, tối đa là từ 54,5 đến 76,6V. Đấy, hiện tại em đang cài là 58,4V. Đấy, dòng sạc là 45A. Đấy, nhưng tối đa là có thể lên đến 50A đây. Đấy, okay. Mình sẽ cắm thử cho các bạn xem. 58,8 hơi thấp, nên back pin của mình đang là 60V. 60V thì bây giờ phải cài lại lên. Đấy, là cho 73 đi. 73V rồi. Đấy, mình sẽ cài 73 nhá. Và dòng sạc đang là đặt vào là 45A rồi. Sạc 45A. Ok. Trên màn hình đang báo là output là 73V này. Đó. Rồi. Rồi, kết nối. Đấy, các bạn thấy không? Dòng sạc đang lên giờ này, 26A này. 85 này. Trên app đang báo là mấy ký này, nó đang là 3 kg này, 45A này, đấy, 3 kg nhá. Đấy, nhưng mà mình chỉ test thôi, chỉ bởi vì cái điện lưới nhà mình nó bé quá, dây bé, nó sợ lát nữa là không chịu được, nó sẽ sập app của mình. Đấy, 45A, 3 kg mốt rồi, đó, thôi mình tắt nhé. Sạc này có thể tối đa lên với 50A, 50A tương ứng cả 2500W đấy, thậm chí có thể hơn 2500W đến 3000W, sạc siêu nhanh dành cho các các bát pin khối lớn to. Đấy, các bạn đi xe sạc siêu nhanh đấy. Giá của cái sản phẩm này thì nó chỉ loanh quanh đâu đó vừa tầm thôi. Nên là các bác nào mà có quan tâm hay có muốn sở hữu một cái sạc mà hàng server, hàng chất lượng như này, hàng của Huawei, sạc nhanh và có thể điều chỉnh được điện áp và có thể điều chỉnh được dòng điện thì các bạn cứ kết nối với em nhé. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi hết video của em. Xin chào.